Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, số mệnh con người mỗi năm mỗi khác, do sự chuyển động của các thiên tinh và trái đất luôn vận động nên trường lực của mỗi nơi mạnh yếu sẽ khác nhau. Cũng chính bởi vậy gây nên sự không đồng nhất giữa các vật thể và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của chúng ta. Quý vị thân mến, xem tử vi cho những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được về tổng quan vận hạn, tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên và gia đạo trong năm 2023 Quý Mão. Việc xem tử vi là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta mỗi độ Tết đến xuân về. Xem tử vi cho chúng ta biết trước được những điều không tốt xảy ra, qua đó biết cách phòng tránh, đồng thời đón tài lộc về với chính mình. Phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình. Xem tử vi cho Mậu Thân cho các bạn biết rõ được những dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cả về sự nghiệp và tình duyên của mình. Qua việc xem tử vi sẽ giúp cho quý vị nắm rõ hơn về tổng quan của mình có điều gì đặc biệt trong năm 2023 Quý Mão này không. Qua đó sẽ biết được thiên cơ giúp quý vị và các bạn xu cát tị hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc. Sau đây là phần luận giải của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao từ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng trong năm 2023. Năm 2023 là năm tốt lành với người sinh năm 1968 Mậu Thân. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều người gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ, nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, bạn sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Thân 1968 nam mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Năm cuối của hạn tam tai, gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão bình hòa, công việc và làm ăn bình ổn. Tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có khoản tích lũy từ lâu. Xét về mối quan hệ thiên can Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, Mậu Thân nam mạng, chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên thì cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 cần chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Thân. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức để phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Mậu Thân sinh năm 1968 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cận nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu chủ về tai nạn kiện tụng, người bị sao này chiếu mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này.
Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao thổ tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng, như là hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lại năm lạy mà cầu xin trung ương mậu kỷ thổ tú tinh quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu và tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng. Gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 Nam Mạng, năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ với mất mát tiền của, nặng thì tán ra bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn, mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp hạn này cần chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ bị nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một biểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn, kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe theo lời hay tin tưởng những người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Lượng tử vi Mậu Thân sinh năm 1968 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân, vui bên gia đình, gia chủ tuổi Mậu Thân chú ý về sức khỏe, không được tốt, dễ ốm đau, bệnh tật. Tháng 2, gia đạo của gia chủ trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3, tháng này gia chủ Mậu Thân có lộc về mặt tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên đây là tháng sức khỏe của gia chủ không tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc của gia chủ tuổi này trong tháng 4 được thuận lợi, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh, làm ăn của con cháu trong gia đạo của gia chủ không đạt thành tựu như mong muốn, sức khỏe của gia chủ trong tháng kém. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi. Tháng 7, công việc của con cháu không được thuận lợi. Tháng 8, cần chú ý các căn bệnh tuổi già trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới trong tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan về huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của người tuổi Mậu Thân, năm mạng tháng này hòa khí kém, ngoài ra công việc làm ăn của con cháu trong nhà bị phá hoại. Tháng 12, tiền bạc của gia chủ có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Những mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968 rất siêng năng trong công việc, bạn có thể rất tử tế với cấp dưới và thường khiến họ bối rối. Ngoài ra, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, do đó mọi việc của bạn sẽ tăng đều đặn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến những kẻ đố kỵ xung quanh mình, vì câu nói, người ta không bao giờ nên có ý định làm hại người khác, mà nên luôn đề phòng những tác hại cho mình. Đừng tiết lộ những vấn đề quan trọng vì ai đó có thể phá hoại và ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng làm theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi Mậu Thân muốn thành công trong sự nghiệp sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bốc đồng, đắc tội với cấp trên. Về tài chính, tử vi năm 2023 của tuổi Thân cho thấy công việc gia chủ Mậu Thân Nam Mạng tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn cho con giáp này. Nếu bản mệnh có thể tạo được dấu ấn vượt trội hơn, tiền bạc sẽ cảm thêm rủng rỉnh. Người làm kinh doanh cũng có một năm buôn bán suôn sẻ, khả năng tính toán của bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn. Các khoản thu chi nên được cân đối, đừng nên là quên tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già, không phải dựa dẫm vào con cháu. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực mà bạn không nắm rõ, nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Về sức khỏe,
Sức khỏe của mệnh chủ Mậu Thân ít nhiều chịu ảnh hưởng trong năm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi, bàn xa tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của Mậu Thân, nhất là sức khỏe tinh thần. Vì thế, người tuổi này cần tránh sức làm việc, tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tốt nhất phong thủy cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo yên bình, vợ chồng đồng lòng, đồng sức, không bị mâu thuẫn vì vấn đề tài chính hay những rắc rối trong cuộc sống. Dù gặp vấn đề cũng sẽ đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối quan hệ gần gũi giữa các thành viên. Dù có vấn đề cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng thay vì nạt nộ sẽ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Tìn giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Mậu Thân trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho Mậu Thân, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!